trở lại với video của mình ngày hôm nay. Hôm nay thì mình cũng sẽ lại bắt đầu đi quay shadow cho cây cho mọi khu vực xem. Và cận cảnh của ngày hôm nay thì cung đường cực kỳ là lầy lội luôn nhá. Và tí nữa là chiếc xe sẽ đi về và mình sẽ cho mọi người được xem cận cảnh của ngày hôm nay chiếc xe đi về sẽ lầy như thế nào nha mọi người. Chiếc xe khởi hành đi về rồi nhá. Cung đường đây thì quá chi là nghiêng. Nói chung là đi hàng nhiều thì cũng thấy hơi sợ sợ nhá, nhưng mà đi hàng bình thường thì không vấn đề gì. Cung đường đây thì rất chi là lầy luôn, với lại rất là nhiều gà ổ voi nhá, nên là chiếc xe đi thì cũng rất chi là lắc luôn. Cung đường đây thì chỉ đi được hàng ít thôi nhá, không đi được hàng nhiều. Nói chung là đường nó lầy như này thì mình đi vẫn được nhiều, nhưng mà phải là nó không có ổ gà ổ voi nhiều nên là không lắc lư, nên là mình đi hàng nhiều là mới không sợ nhá.
Đây rất là nhiều nước chạy bên tạ lê đường xuống rồi nhá. Đoạn đường như này mà xuống dốc thì không dám xuống nhá. Đây chiếc xe nghiêng đụng tạ lê đường luôn nhá. Đó mọi người nhìn nhá, cái chiếc xe quá là nghiêng luôn, trăm mét bên tạ lê đường luôn nhá. Đây. Xuyết cả cầu rồi. Nhìn thấy như vậy thôi nhá, nhưng mà chiếc xe quá là nghiêng rồi mọi người ơi. Đây chiếc xe trượt xuống rồi nha. Giờ chuẩn bị đi lên một cục đá nhé. Đụng thùng rồi. Như này nếu mà đụng vào hộp số mạnh thì rất chi là sợ nhé.
giờ bác Tài sẽ xem rồi sẽ về nhé. Do là ở đây là bị sập cống rồi nhá. Sợ nhất là đoạn đường ở chỗ cống đây thôi nên là không dám đi hàng nhiều nha. Do mới bị sập cống nên là mới lấy cây với lại đá kê lại nên là về. Nên là cũng hơi sợ đi sập cống nha. Ủa. Như vậy là chiếc xe cũng đã đi qua những đoạn đường lầy rồi và mình cũng sẽ dừng lại clip ở đây nha. Mọi người xem clip mình hay thì nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Gặp lại tất cả mọi người ở những đoạn video tiếp theo nhé.